Đi múa đó con. Bữa nay là em Vinh múa ở xã, vài bữa nữa em Vinh đi quyện múa đó con. Trời ơi, em Vinh quậy quậy mà được đi múa nữa ta. Múa là nghề của em mà. Múa là nghề của em mà. Thấy em Vinh làm điệu bộ tự tin lắm đó con, không biết múa như thế nào nữa. Vinh biết múa hả? Vinh múa cho chị coi đi. Ủa thà cho chị múa cho chị Trang coi đi con. Bắt đầu nha. Chị coi em múa này nha. Coi em múa đi cho chị tin tưởng em nha. Còn dài lắm mà em quên rồi. Em quên rồi sao em đi thi xã với huyện được. Mẹ thấy em Vinh quên điệu múa chắc mẹ nghi em Vinh múa không được quá con ơi. Đi thi kiểu này rớt. Mẹ đừng cứ lo, có nhạc là con múa được à, không có nhạc con không múa được. Vậy hả? Vậy là có nhạc con quý đi múa được đúng không? À. Rồi, một lát nữa mẹ dẫn đi, mẹ chứng kiến con như thế nào nha. Một lát em Vinh múa chỗ nào trước vậy mẹ? Chúc mẹ chở con đi xem được không mẹ? 5 giờ rưỡi là bắt đầu diễn rồi đó con. Thôi bây giờ mình vô sạn đi lần lần được rồi đó con ơi. Đi tụi con. Đi thôi. Tới hội trường của em thi rồi đó con. Giờ mình vô coi diễn nha. Dạ. Lên thi đó con. Bây giờ em Vinh xếp hàng rồi thấy không? Ha 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 ha!